Dần phía trên, ta thấy là đặc điểm cây này nó cũng khác với cây
cái phần cây xiêm hồi nãy, chúng ta quan sát cái phần cây mai, mỗi cái cây sẽ có mỗi cái hình dáng khác nhau, đỉnh khác nhau, đúng rồi, đặc điểm khác nhau về thân, về cành cũng như về lá. Rồi các bạn hiểu về phần cây rồi chúng ta đi vào lớp nha. Thank you.